rồi á, thì bác sĩ quyết định thay đổi. Thứ nhất đó là chuyển dạng dùng thuốc từ tiêm truyền chuyển qua dạng uống. À, từ truyền chuyển qua dạng uống nha. Rồi cái thứ nhất là khi mà từ truyền chuyển sang uống thì có thể có gì thay đổi? Trong bốn cái thông số dược lượng học chúng ta đang học, cái gì nó có thể thay đổi? Sinh thể dục, đúng không? Rồi cái thứ hai, do tình trạng phù của bệnh nhân nên là bác sĩ quyết định sử dụng thuốc lợi tiểu. Và khi sử dụng thuốc lợi tiểu như vậy thì BD nó sẽ giảm nha, ta có BD giảm. Rồi cái clearance giữ nguyên, tức là CL giữ nguyên. Rồi tốc độ truyền ban đầu của mình là 4 mg/phút, 4 mg/phút. Như vậy với những cái thay đổi từ ban đầu là bác sĩ cho truyền không, đến cái thay đổi tiếp theo là bác sĩ chuyển qua dạng uống và kết hợp với thuốc lợi tiểu, thì ý hỏi ở đây là giữa cái khúc đầu và cái khúc sau á, những thông số nào đã thay đổi và nếu được thì tính coi nó thay đổi như thế nào. Rồi cách để làm bài này đó là ghi ra tất cả công thức nãy giờ được học. Không phải là thay đổi đề đâu, đề thay đổi rồi. Nãy giờ tôi nhớ không? Có slide mà ta. Chia cặp, chia đôi, chia nhóm nên làm thử coi bao nhiêu. Trong đó thì một bạn phụ trách tự nhiên hết tất cả công thức bạn về mà được học thôi. Thầy đã được uống lại. Tính ra rồi hả? Tính ra rồi hả? Đâu? Thank you.
Cái đường tiêm truyền hay là cái đường uống nó cao hơn?
nồng độ hạn định của thuốc chống ung thư. Đối với đường uống thì sẽ đạt được sau 5 lần trên 1/2 với đa số các thuốc, và nếu không có thêm điều kiện nào khác thì chúng ta chấp nhận cái con số này. Và đối với đường tiêm truyền thì chúng ta có thể lấy ở bất cứ thời điểm nào cũng được, và nó sẽ được căn cứ vào tốc độ truyền, và cái hệ số thanh thải, tức là cái khả năng đào thải hay bài xuất cái thuốc đó ra khỏi cơ thể. Sau đó qua một cái cơ quan đó. Thì như vậy chúng ta có cái thông số đó thì chúng ta sẽ tính được CFF. Rồi. Yeah.